Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải cờ tướng vô địch thế giới lần thứ 16 năm 2019 được tổ chức tại Canada. Đây là vòng đấu đầu tiên. Trong ván đấu này, danh thủ Ngô Tông Hàn của Singapore là người cầm quân đỏ quyền đi trước. Và chúng ta có danh thủ lại Lê Huynh, người cầm quân đen đi sau. Bắt đầu ván đấu thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã sử dụng nước pháo 2 bình 5. Sử dụng khai cuộc là pháo đầu để tấn công. Và danh thủ lại Lê Huynh đối lại bằng nước mã 8 tấn 7. Ngô Tông Hàn đi tốt 3 tấn 1. Và danh thủ lại Lê Huynh đi xe 9 bình 8. Ngô Tông Hàn nhảy mã 2 tấn 3. Và Huynh bình pháo ra biên với nước pháo 8 bình 9. Ngô Tông Hàn tiếp tục đi tốt 7 tấn 1. Và Huynh đi tốt 3 tấn 1. Ngô Tông Hàn tốt 7 tấn 1. Và Huynh đi xe 8 tấn 4. Ngô Tông Hàn tiếp tục tốt 7 tấn 1. Và Huynh tượng 3 tấn 5. Chúng ta có thể thấy là trong giai đoạn khai cuộc mà bên đỏ liên tục đi tốt 3 nước. Nàng các quân chủ lực 2 xe và mã vẫn chưa kịp xuất động. Có thể thấy là trong giai đoạn khai cuộc này, danh thủ lại Lê Huynh đã nghiên cứu rất kỹ về cái nước tốt 3 tấn 1 để phế tốt, với mục đích là đưa được xe lên vị trí cao điểm, đồng thời dụ cho đối phương ăn tốt sang và phải di chuyển một tốt liên tục. Đây có thể là một nước cờ phế quân để tranh tiên. Chúng ta cùng xem tiếp diễn biến của ván đấu. Từ đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đi, và anh đi pháo 8 bình 6. Và lại Lê Huynh đi mã 2 tấn 4, tiếp tục tấn công vào con tốt lỗ 7 của bên đỏ. Chúng ta có thể thấy là từ trong giai đoạn khai cuộc, danh thủ lại Lê Huynh đã phế con tốt 3, sau đó liên tục dùng xe và mã tấn công vào con tốt này để lợi dụng cái việc con tốt này phải liên tục di chuyển. Thì danh thủ lại Lê Huynh đã có thế, đó là di chuyển được tất các quân chủ lực, chiếm được những cái vị trí trọng yếu. Đến đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đi tiếp tục đi tốt 7 tấn 1. Và Huynh đi pháo 2 bình 1. Lúc này bên đỏ mới xuất động xe, xe 9 tấn 2. Lại Lê Huynh xe 1 bình 3. Tiếp tục là một nước cờ tấn công vào con tốt lỗ 7 của bên đỏ. Và bên đỏ đi xe 9 bình 7 bảo vệ tốt. Chúng ta có thể thấy đến hình cờ này thì rõ ràng là các quân chủ lực của bên đen đã được triển khai toàn bộ, trong khi đó bên đỏ có xe và mã vẫn đang đứng yên tại chỗ. Như vậy trong cái hình cờ này tới đây thì rõ ràng là bên đen đã phản tiên. Sau khi mà bên đỏ đi xe 9 bình 7 để bảo vệ tốt thì Huynh tiếp tục là tượng 5 tấn 3. Dùng con tượng để che mặt xe, đồng thời là dùng xe đe dọa sẽ đánh con tốt lỗ 7 của bên đỏ. Và Ngô Tông Hàn đi tốt 7 bình 6. Huynh đi pháo 9 bình 4 ăn tốt. Trong hình cờ này thì chúng ta có thể thấy là bên đen lại Lý Huynh đã chủ động phế mã. Thì thực ra đây là một nước cờ là bỏ trước lấy sau. Chúng ta cùng xem tiếp diễn biến. Sau khi mà bên đen phế mã thì bên đỏ chấp nhận là dùng pháo ăn mã. Và tới đây thì danh thủ lại Lưu Huynh đi xe 8 thoái 3 và bắt lại pháo. Danh thủ Ngô Tông Hàn đi xe 7 bình 6. Và lại Lưu Huynh đi xe 8 bình 4 ăn pháo. Bên đỏ tiếp tục đưa mã sang để tấn công với nước mã 3 tấn 4. Và đến đây thì danh thủ lại Lưu Huynh đi tượng 3 thoái 5, củng cố trung lộ, đồng thời lại mở đường cho con xe lộ 3 có thể tấn công vào tượng 7 của bên đỏ. Danh thủ Ngô Tông Hàn đã đi nước mã 8 tấn 7, vừa triển khai quân đồng thời là bảo vệ con tượng ở lộ 7. Lại Lê Huynh tiếp tục lên sĩ 4 tấn 5, là một nước cờ củng cố trung lộ.
vừa đồng thời là vừa sử dụng sĩ để bảo vệ con pháo ở lộ 4 để về sau có thể thoát được xe ra khỏi vị cô của xe pháo của bên đen. Đến đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã cũng quyết định sử dụng mã để ăn tốt và danh thủ lại Lê Huynh chấp nhận hai bên đổi quân. Sau khi hai bên đổi quân thì danh thủ lại Lê Huynh đã đi nước xe 3 tấn 3. Mục đích của nước xe 3 tấn 3 này là tấn công vào con pháo để cho con pháo đầu của bên đỏ không thể đóng chặt được. Lúc này danh thủ Ngô Tông Hàn với thoái pháo hai nước và danh thủ lại Lê Huynh tiếp tục đi xe 3 tấn 3. Sau khi mà bên đen đi xe 3 tấn 3 thì rõ ràng là con mã ở lỗ 7 của bên đỏ cực kỳ khó phát triển. Chúng ta có thể thấy là bây giờ bên đen đang phục nước tiếp theo là sẽ pháo 1 bình 3 để tấn công trực tiếp vào con mã ở lỗ 7, đồng thời tấn công vào cả cánh tượng ở lỗ 7 của bên đỏ. Và danh thủ Ngô Tông Hàn đi xe 1 tấn 2. Và lại Lý Huynh đã đưa pháo lên. Mục đích của nước tấn pháo lên này là sẽ tiếp theo bên đen sẽ có thể đi pháo 1 bình 4 để tấn công vào con xe ở lộ 6 của bên đỏ, đồng thời là giải thoát cái sự cô xe pháo của bên đỏ đối với bên đen. Tới đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã thoái mã với nước mã 7 thoái 8. Và lại Lê Huynh lại tiếp tục pháo 1 bình 3 tấn công trực diện vào lỗ 7 của bên đỏ. Trong hình cờ này thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã lựa chọn cái nước biến, đó là tượng 3 tấn 5. Đây là một nước cờ sai lầm dẫn tới thất thế của bên đỏ. Trong nước cờ này bên đỏ có thể xem xét lựa chọn cái phương án đó là tượng 7 tấn 9. Mục đích là vẫn giữ được sự liên kết của song xe, đồng thời sẽ không để lộ ra cái điểm yếu con tốt 5 ở trung lộ. Khi mà bên đỏ đi tượng 7 tấn 9, giả sử như bên đen có đi pháo 4 thoái 1 để tấn công trực tiếp vào con tốt ở trung lộ thì bên đỏ có thể đi xe 1 bình 5 để bảo vệ tốt. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Sau khi mà bên đen đi pháo 1 bình 3 để tấn công vào tượng thì bên đỏ đã đi tượng 3 tấn 5. Sau khi mà bên đỏ đi tượng 3 tấn 5 thì chúng ta có thể thấy là con tốt lộ 5 của bên đỏ đang không có quân bảo vệ. Và lúc này danh thủ lại Lê Huynh với đi pháo 4 thoái 1 để mở đường cho xe lộ 3 có thể bình 5 ăn tốt, đồng thời là đuổi pháo đầu. Tới đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã đi xe 1 thoái 1. Đây lại là một nước cờ sai lầm tiếp theo mà danh thủ Ngô Tông Hàn mắc phải. Ở nước cờ này thì bên đỏ lên lựa chọn cái phương án đó là lên sĩ, chọn nước cờ là sĩ 4 tấn 5 củng cố trung lộ. Giả sử như bên đen có dùng xe 3 bình 5 ăn tốt thì bên đỏ đơn giản là chạy pháo 5 bình 4. Tới đây thì tuy mất thế pháo đầu nhưng mà bên đỏ vẫn có thể kháng cự được. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế. Sau khi mà danh thủ Ngô Tông Hàn chọn nước biến là xe 1 thoái 1, chúng ta có thể thấy là bên đỏ liên tục đi những nước cờ bị mất nước rất nhiều. Sau loạt đầu tiên là những nước tốt và sau đó là tiến xe 1 tấn 2 rồi xe 1 lại thoái 1. Tới đây thì danh thủ lại Lê Huynh bắt đầu xe 3 bình 5 ăn tốt đầu và đang đồng thời là đe dọa là sẽ xe 5 thoái 1 ăn pháo. Và danh thủ Ngô Tông Hàn đi xe 1 bình 7 với ý đồ là nếu mà bên đen sử dụng xe ăn pháo thì bên đỏ cũng sẽ ăn lại pháo, trở thành hình cờ đổi quân. Tuy nhiên là xe của bên đỏ đang ở một cái vị trí rất xấu để chuyển sang một cái vị trí đẹp hơn. Tới đây thì danh thủ lại Lê Huynh không chấp nhận đổi quân mà anh đã đi pháo 3 tấn 4. Mục đích của nước cờ pháo 3 tấn 4 này là bên đen vẫn đang đe dọa là pháo có thể vật sang biên, có thể pháo 3 bình 9 hoặc là có thể pháo 3 bình 4. Liên tiếp là những cái nước cờ mà có thể bắt quân của bên đỏ.
Và đến đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã đi sĩ 6 tân 5 củng cố trung lộ. Danh thủ lại Lưu Hinh đi xe 4 thoái 1. Đây là một nước cờ mà phòng bị chắc chắn của danh thủ lại Lưu Hinh để đề phòng, sau đó sẽ đi nước pháo 3 bình 4 đuổi xe. Và bên đỏ đi pháo 5 bình 4. Lúc này danh thủ lại Lưu Hinh mới đi pháo 3 bình 4 đuổi xe, và bên đỏ đương nhiên phải chạy xe và đi xe 6 bình 8. Danh thủ lại Lưu Hinh tiếp tục pháo sau bình 5. Tới đây thì chúng ta có thể thấy là bên đen đang có thế công rất là mạnh, với sự phối hợp của song pháo và song xe đang có sự tấn công rất là mạnh vào cả trung lộ lẫn lộ 6 và cánh bên phải của bên đỏ. Để đối phó với nước cờ này thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã đi nước pháo 4 thoai 2. Đây là một nước cờ sai lầm mà dẫn tới thua cuộc ngay của danh thủ Ngô Tông Hàn. Trong nước cờ này thì bên đỏ cũng có thể xem xét lựa chọn cái biến đó là xe 7 tấn 2. Mục đích của nước xe 7 tấn 2 này là ngăn cản không cho bên đen có thể dùng pháo 4 bình 9 ăn tốt để chuyển sang cánh bên phải tấn công. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu khi mà danh thủ Ngô Tông Hàn lựa chọn cái biến pháo 4 thoai 2. Thì sau khi mà danh thủ Ngô Tông Hàn lựa chọn nước biến pháo 4 thoai 2 thì chúng ta có thể thấy được là bên đỏ cái cánh bên phải rất là yếu, và danh thủ lại Lưu Hinh nhanh chóng là sử dụng pháo 4 bình 9 ăn tốt, đang đe dọa là tiến xuống để chiếu tướng, và sau đó sẽ xe 5 sẽ bình 3 để chiếu tướng bắt xe. Từ đây thì danh thủ Ngô Tông Hàn đã đi pháo 4 bình 1 ngăn cản đường tiến xuống chiếu của bên đen, và danh thủ lại Lưu Hinh đơn giản xe 5 bình 4. Tới đây thì chúng ta có thể thấy là nước cờ sát cuộc của bên đen, và danh thủ Ngô Tông Hàn đã buông cờ chịu thua. Trong ván đấu này chúng ta có thể thấy là danh thủ lại Lê Huynh cũng đã có nghiên cứu rất kỹ về cái nước biến phế con tốt 3 ngay từ trong giai đoạn khai cuộc, và anh đã triển khai được các quân chủ lực sau khi mà lợi dụng vào việc bên đỏ đưa con tốt sang sông và liên tiếp phải đi con tốt này. Tất cả các quân chủ lực của bên đen nhanh chóng được triển khai, và bên đỏ sau khi đã triển khai được các quân chủ lực thì đã nằm trong cái thế rất là yếu. Do đó mà bên đen đã từ cái ưu thế rất là nhỏ đã khuếch đại được ưu thế và giành chiến thắng rất là nhanh chóng trong một ván cờ tại một giải cờ tướng vô địch thế giới năm 2019. Video bình luận ván đấu đến đây là kết thúc. Trong những vòng đấu tiếp theo thì tôi cũng sẽ cố gắng cung cấp những cái ván đấu của danh thủ lại Lê Huynh tới với các bạn yêu cờ. Xin chào và hẹn gặp lại.